Nhi xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhi nha. Bên cạnh Nhi là ba Nhi nè, rồi ông nội Nhi nữa. Là hôm qua là ba với ông nội Nhi vô Ninh Thuận chơi. Bây giờ thì Nhi đang anh Thép ảnh đưa Nhi với ba với ông nội đi vô trong nhà mẹ. Xong bây giờ anh Thép ảnh đi ra nhà dì để lấy đồ ăn rồi. Lát nữa về tối về nấu đồ ăn á. Giờ Nhi dẫn ba với ông nội vô nhà thăm mẹ. Cá sách nem món khoái khẩu của mẹ vô cho mẹ mà. Đây là đường vô nhà mẹ nè. Mới đổ cát này ba. Chứ mấy bữa nó gớm lắm. Mới đổ cát nó ấy hơn á. Đổ sạn xuống nó cứng, nó dập xuống rồi cái đổ cát lên. Nó không mưa nó không có xối nữa. Dạ. Nắng bây giờ là 4 giờ hơn. 4 giờ hơn chiều. Nắng quá. Đi vô. Tụi đây cũng mới đổ cát này cho mấy bữa nó lầy lắm. Mẹ ơi mẹ. Mẹ ơi mẹ. Trời. Sao vậy mẹ? Vô đây ba. Sao chị? Ba ngoại con mới qua. Mẹ phải đi đâu nữa? Mỗi lần vô là mẹ chạy đi vậy. Đi đây. Ngồi võng hay ngồi đây ba? Ghế này ba. Dạ cho ba. Ba ngoại. Này, già con. Bác. Ba ngoại. Vô tại ngay vô mà bây giờ tối nha. Tối là tối. Vô hồi 12 giờ đêm. Ngồi xuống đây cho ba. Ngồi đây được không? Dạ dạ dạ. Mình đắp đắp lên bên góc này của mình luôn ha ngoại. Phải nó đổ đất nữa cho nó. Ôi, nó tất cả. Mẹ thấy anh xui vô mà mẹ trốn rồi mẹ. Mẹ lục đồ chứ. Mình thấy đồ mơ đẹp ấy. Chào. Có ghế này nè. Lớn. Lớn với nhỏ. Ông nội của con. Đây là ba bên kia. Dạ. Cái gì nó nhiêu tuổi rồi? À, lúc nào nhỏ hơn? Ba nhỏ hơn? Lúc nãy lúc mấy giờ? 12 giờ đêm. Lúc mấy giờ mà 12 giờ đêm tới đây đó. Bây giờ 7 giờ tối. Ừ. 7 giờ xe nó chạy. Chạy nhanh. Bữa nay là ông nắng nè, nắng thấy cũng đẹp. Bữa hôm mưa nước nó đang ngập chứ. Hôm qua cũng trời mưa mà. Cái hôm mà 12 con ngập con kẹt xe cũng sinh vùng chỗ nào. Đó, cái chỗ qua đây chút này. Trời ơi. Cây này giống cây cóc đi bà. Không phải đâu, cây mũ trôm á. Hả? Mũ trôm. Nhà đó nhà dưới có cây cóc. Có một cây cóc. Cái lá giống cây cóc mà không phải. Cây gối là cây cóc giống cóc. Dạ con mới 50 rồi. Nhớ ba hay tuổi. Chào cô. Chào chị. Mẹ thay đồ kỹ dữ không mẹ? Bây giờ mẹ ngồi dưới đất được không mẹ? Được, mẹ có ghế mà. Ông nợ có uống thuốc không cho mẹ lấy? Không, dạ, ông nội hỏi. Dạ. Uống thuốc. Trời ơi, sao quá. Trời. Gì mẹ? Mẹ má. Chị xui. Anh xui. Gì mà mẹ cười với mẹ? Mà sao mà có nghĩ nhau rồi nè. Nè, đồ má con gửi cho mẹ nè. Mẹ nghĩ hôm qua mẹ kể các cái bà kia. Mẹ kể là các cái bà kia.
cũng là anh xui tới nhà chơi mời bà bị liệu. Bà bị liệu mà bà nói là mời anh xui vô nhà uống trà, mà bà nói thành mời anh xui vô nhà. Cái giờ mẹ ngồi mẹ thấm thấm, mẹ ngồi mẹ cười. Chứ mẹ ngồi mẹ cười kha kha mà biểu. Chứ khán giả không biết rằng là mẹ cười cái vụ gì thì con giải thích cho khán giả hiểu. Nè mẹ con gửi tặng cho mẹ nè. Bánh tráng Phù Mỹ, bánh tráng Bình Định đó mẹ. Dưới lại đây là nem, dưới đây là có nem, dưới lại chả cá. Nem này, nem cục, mẹ nói là mẹ thích ăn nem cục á. Lấy cái tỏi nữa. Nhưng mà nem này nó chua chua ba. Ngon, ngon. Để thử vài cái rồi mẹ ăn thử chua. Thôi. Mẹ ba ăn. Ngon ba thôi. Ba. Ở dưới đây có bịch chả cá giống như hôm bữa này mẹ ở nhà làm ngon lắm, đảm bảo chất lượng luôn. Ở nhà tự mua cá về làm. Má ngồi xuống uống nước má. Bà ngoại ngồi đó không được, bà ngoại ngồi đó. Sao? Bà ngoại ngồi trên giường đi. Bà ngoại gì? Bà ngoại ngồi trên giường đi. Bà ngoại ngồi trên giường đi. Đâu có sao đâu. Nè bà ngoại ăn thử anh em đi ngoại. Ngoại uống nước là cái gì? Đây mà ngoại uống đây được cái đây ngoại được không? Ba ngoại ở nhà mà không mời cả nhà uống nước, mời cả nhà uống nước buổi chiều ăn được không mẹ? Được. Con nói là ở ngoài đó gói là ở, thì mẹ dòm đây nè, chứ mẹ lột ra rồi đây là ở chứ là gì? Chợ quán là ở không con. Cắn luôn lão nó chát chát á. Chị mẹ ăn xong mình được cái lá ở nữa chứ nào. Đó, quà của mẹ đó. Quà của mẹ hả con? Trời, chị gỡ vô nhiều. Tội chị dữ. Ông ba cứ vô ăn trước mà. Mời cả nhà. Cứ vô một xíu nữa. Còn cái đặc sản mít này. Dạ. Mít xoái. Ủa ly của mẹ đâu? Mẹ để đá cho ba đồ uống. Vâng, ba uống đây. Để cho bà uống. Ba uống, ông nội uống nước gì? Trà xanh nè. Con hồi nãy mẹ điện ba trường hợp vô nhà mẹ không cho, mà mẹ điện con 2-3 lần á. Mẹ sợ con đi đường. Con đi đường hay con ngủ gì con quên. Mẹ gọi 2-3 cuộc gọi nhớ không đó. Ủa anh có vô à? Nãy giờ mất hồn cũng không dám hỏi. Dạ, anh chở con tới đây xong rồi anh đi lên nhà dì lấy đồ ăn rồi. Lát nữa anh quay lại. Rồi khám nước quá. Anh với chú đi về đó vô cũng thỉ hả? Dạ dạ, đi vô. Ngồi hồ hôn. Khỏe mới vô tới đây nha. Khỏe nha. Sớm mấy giờ tới đây vậy? 12 giờ đêm. Chạy nhanh mà xin nó chạy nhanh. Chạy nhanh. Em tụ một mình em đi. À, ông già nói già già cái thâu đây không đi, không còn khỏe không đi. Đi trời cho biết. Đi hồi xưa không biết đâu. Vô đây cho ăn hi nó chở vòng vòng cho biết biển Ninh Thuận đồ. Biết rồi. Đi hồi sáng đi biển Cà Ná mẹ. Ui, kêu mẹ đi cho vui. Có người tình của mẹ trên đó mẹ dám đi. Có người tình. Người tình mùa đông á. Bữa nào ca bạn nói mẹ. Con nói ba Nhi hiền lắm, ổng có bắt lỡ bắt phải gì đâu mà lo. Lẩu này đắt lắm. À, lẩu đây đắt lắm. Lẩu bà rồi đắt. À, nãy giờ mì vô đó mì uống đó mì cừ. Mì cừ mà chưa đã. Mì sợ lâu quá. Mẹ ăn nè mẹ. Được rồi để mì ăn. Mẹ ăn nem đi. Mì ăn nem. Nhiều lắm mẹ. Như đây hình như là hồi nãy con lấy hơn 30-40 cục á. Chả này là gì? Mai chiên lại về ăn hết đấy. Đúng rồi. Chiên sơ lại rồi. Chiên sơ lại ăn hết đấy. Bữa mẹ ăn rồi đúng không mẹ? Ừ, má con mà chiên sơ lại mà ba ăn hai miếng. Cuốn đầu sống, cuốn đầu sống xắt ra. Cuốn bánh tráng cũng được mẹ. Cuốn tráng. Bánh tráng đầu sống. Cái này á. Chuối. 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 Mẹ có gì muốn nói với anh xui không mẹ? Ba con vô tới đây mẹ mừng mà mẹ cũng nghĩ là mẹ không được về xóm Bình Định. Ba con vô đây mà với ông nội nó mẹ mừng mẹ biết nói gì đâu. Cái mớ mà anh xui nói. Chúng vào ông cũng vào để cổ vô. Có hoài không? Đây
Nay ấy được đâu á, nay vô cho biết. Dạ. Nên thuận rồi rồi. Em dạ. Thôi với chị với hoài rồi, đáng lẽ là qua sân năm. Bây giờ kêu thầu này cũng rảnh qua sân năm lỡ nó mát nữa thầu này đi chầu nào đi lấy, đi dạ. Hai chồng đó. Rồi hai chồng rảnh. Mình rảnh nữa thì mình đi vô thăm con dạ, gái. Tao tính toán hầu nào rảnh rồi, giờ mình tính toán đi hai chồng nó thứ. Chứ đường nào phải đi. Dạ. Sau này em nghĩ là em muốn đi theo ông Nhi đi ra về đó. Dạ dạ. Ra về đó mình ăn cho biết khẩu vị chỗ này chỗ nọ đúng dạ, không đúng con? Dạ đúng rồi. Hai mẹ con mình đi nha. Nghĩ dạ. Là hai mẹ con mình đi. Ông nợ tợ không? Phỉ ngó phỉ cũng mừng á. Ông mới bị năm ngoái năm kia bị tai biến á chứ. Dạ. Ngoái còn đi đứng không? Cảnh đi khó khăn quá mà giờ thôi. Bữa nay cũng dịp ông Nhi có chồng trong Ninh Thuận. Dạ. Sẵn cả con là cũng cố gắng. Đi trong năm cho nó đi nó bây giờ trời nó hết mưa rồi dạ. Đi cho nó vô thăm thì nhớ quá dạ. Thì nói cho em lớn tuổi rồi dạ. Đi học bữa nào biết bữa đó dạ. Cho nó vui dạ. Cho nó gay lắm không dạ. Có thể nói trước được dạ. Hôm nay vô là trước là thăm hậu ngoại với bà dạ. Dì ba gì đó dạ. Với chị Xui dạ. Mình giói là mừng rồi dạ. Được. Hôm nay là 73 rồi à, bà xã bà cũng vui tính để dạ. Cái dịp bà vô trong này mà vô dạ. Vô tâm dạ. Ừ, con heo heo như con với ông Sang vậy mà ngược lại con sủ ổng heo ngược lại con nhỏ hơn ổng vậy đó nó ngược lại gì á dạ. Nhỏ hơn 2 tuổi em mẹ nhỏ 2 tuổi á chuối vậy mẹ để dành cho con á hồi nãy con biết vậy nó qua nó xin nè mẹ nói để cho dì Nhi với nhân con nó qua nó hút một dĩa luôn hả mẹ nói để cho dì Nhi á con à xong rồi ngon không con bà cũng hút để dành gì cho mẹ con nữa dì nêm ngon lắm con lột cho dì cuốn nha con ăn chưa dễ ăn rồi hả đem rất ngon cái này có mấy ăn chua nó có miếng nướng mẹ tỏi nướng dạ chỉ miếng tỏi này tỏi nó đúng rồi không mà con chiên với dầu cũng ngon con nướng thì con phải bỏ than nó cực nha dạ. Con lột ra con lấy chút dầu bếp ga con chiên rửa qua trở lại con ăn rất là ngon còn con nướng con phải bỏ than nó con chiên ăn quá ngon mà phải không anh đúng dạ. Rồi đó người ta cũng chiên người ta ăn mà không ít chiên không nướng chiên là béo không có con nướng mà nướng ở đây nướng quê đang sống về chua dạ. Chua ngon bây giờ nó bếp ga không á chứ nó vô miệng thì nó ăn đồ nướng nó chứ ngoài đó bếp ga không á chú ạ à? Dạ chừng hỏi ba kìa Việt Nam chống thì mình gạt chữ ngoài sao con mẹ đâu cha mẹ đâu mình mẹ đâu nè gặp chị Xuân nè dạ chào chị dạ gõ chả hồi bữa vô ăn ngon rồi ăn đã đờ rồi giờ chị còn nhớ gõ nữa tội quá dạ dạ nè anh vô tới chỗ với là ông nọ cũng vô tới chỗ đi hồi sáng ăn con dạ mưa vô tới chỗ hồi 12 giờ đêm á chị à dạ dạ hai chồng mới ra chở vô cho ha dạ dạ rồi hôm mai giờ đi biển biển Cà Ná biển Ninh Chữ con dạ biển Cà Ná dạ hôm mai giờ rủ nhau đi biển á chị à vô cho ông nọ vô biển cho biết biển Ninh Thuận rồi đẻ sao chứ dạ. À, dạ ủa sao chị không đi luôn cho vui à mắt nuôi xanh chị hả em của em của con hả à. Mới đẻ à hèn chi ừ. Thôi để khi khác rồi chị em ra nhưng chị khi khác rồi em ra đó chơi nha khi nào để ra chơi Ừ. Đã nói chuyện với chồng rồi. Gì coi vậy? Mẹ luôn. Con đẻ đi.
Để đâu? Chưa đi mà đã gì đâu. Chưa. Mai mới đi. Mai mới đi phát gạo từ tiền. Chưa. Mai mốt rồi, kia rồi. Mai chẳng ngày mốt gì à? Chẳng gì để cho ba đi cho vui luôn hả con? Dạ. Mốt gì à? Mốt gì? Mai chẳng mốt gì à? Để chưa lắm, để nó làm. Ồ, để cho nó đi làm nữa. Để anh rồi đi làm. Đúng. Tao mốt hả? Giờ tao mốt. Tao mốt á. Mai bên kia. Tao mốt. Tụi mốt. Tao mốt. Chết gì à? Khi đấy cháu trợ mà hết gạo. Mẹ đâu? Đây. Ngay ngon á. Bà ngoại này. Bên đây đi vô nếm rau ngon lắm. Sao nó đi vô đâu mà ở nhà rồi đó nói gì đó. Nuôi đẻ hoài. Được rồi. Bên đây này, giờ này hồi giờ bà ba chưa biết bị của Nhi này đó giờ mày. Ừ. Chào con. Chào ba. À. Cũng dân người ngoài đó á. Khỏe quá hả? Để nói đó mà. Ừ, thiệp gái hả? Khỏe quá mà. Cũng do anh nuôi á. Phải không? Anh nuôi mới đẹp đúng không? Ba con nuôi mẹ con á, con ba con không có kể á, chứ ba con nuôi mới đẹp chứ, ba con nuôi về. Cho con. Ông nội. Vậy ra con có mua gì ông nội ăn xế không? Con. Dạ con có mua gì ông nội ăn xế không? Xế con nhà đang hả chứ. Chào nha. Dạ. Dạ. Đó, con vợ con có và cô chỗ đất xế nữa. Con có mua bánh canh mấy gì cho ông nội ăn xế không con? Hồi trưa ăn trễ xong lát nữa gì nấu ăn luôn nè, ăn cho nó ngon. Rồi mai mốt rồi, cứ ra quay ở quay. Dạ, con mai mốt rồi con ra con ở 10 ngày. Ở mấy cũng được. Ở 10 ngày ăn con nghe hả? Ở vậy nhưng mà vui. Bây giờ đi xe giường nằm mà. Đúng rồi, giường nằm nó khỏe lắm. Ông Quỳnh Nhân nó hiền hậu. Chị lên làm mua thuốc, viên thuốc dây sóng, rồi chị uống rồi lên xe rồi đi cho khỏe lắm. Nằm trên đó ra tới chỗ mình đi Sài Gòn được là mình đi về Bình Định được à? Dạ, nữa được. Dạ. Ở đây Quy Nhơn. Quy Nhơn đèo con à, ra Bình Định nó có đèo nó xây đó. Ừ. Con đấy mình vô Sài Gòn đâu có đèo. Sài Gòn không có đèo. Mình lên xe mình ngủ một giấc là tới sáng. Mình ngủ chạy đảo mình ngủ quên chứ gì đâu. Có bộ ai ra chứ không có chịu buồn thiêu quá. Giỏi sống mình giỏi. Em sống ở đó dần mình cũng quen. Em đêm mới tới 11, 12 rồi mới ngủ có 3 tiếng hồ là sáng. Sáng dậy là đi uống cà phê đồ ở làng xóm rồi cho vui, cứ ngày qua ngày đây, vậy. Ra phố bác uống cà phê say. Dạ không, mà. Quán á, mình đã có cái quán á. À, tụi con tập trung ở đó uống một chút vậy chơi, cho vui vậy á. Toàn là mấy người bệnh đồ không á. À? Dồn ở đó uống một chút vậy là tả ra về nấu ăn, cứ nhiêu đó nè. Mát. Các bạn nó quê mà. Ăn nó ổ luôn rồi mày. Ừ. Nó ăn được tốt lắm. Chát. Tụi con mà lỡ đau bụng đồ á, ấy đồ ra. Vậy hồi đó có đây có giường ở nè. Trời ơi, sắc nước uống không? Hái chín cái đọt vậy. Về đang uống chung bút nữa. Sắc nước uống. Coi cầu á. Cháy. Bên đất kia đâu có cỏ đâu mà bờ đó anh không? Dạ, ông anh đó, anh nhốt một chuồng rồi anh sợ nó ái chân á, anh lâu lâu anh lùa, anh thả cho nó đi rồi. Sao thấy đâu có cỏ rồi, ba cái cây em bậy có. Trời ơi, ngồi nói chuyện hồi lúc 4 giờ tới bây giờ là 6 giờ luôn á. Trời đã sập tối rồi nè cả nhà. Thôi bây giờ con đi về ngoài đó ăn cơm nha mẹ. Con dẫn ba với ông nội con nhiều ngoài đó ăn cơm nha. À, thôi kệ. Chú về ngoài đó ăn cơm. Với anh về đó ăn cơm nha anh. Dạ. Cảm ơn. Dạ, có nhân dịp mai mốt bà khỏe bà ra Quy Nhơn thăm chơi với chị luôn. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ Nhi đi về. Nãy con có khách ba lô vô không ta? Có thử. Cái áo con đâu? Có áo gì đâu? Ở đây trong nhà đây. Ủa mẹ đi trước rồi hả? Ừ. Mẹ.
cho con chút đi. Điện thoại của mẹ. Giờ Nhi sẽ đi về. Ở ngoài đó nãy giờ anh thép ảnh đi. Đi lấy đồ xong rồi nấu ăn ở ngoài đó luôn rồi. Anh mới tới anh kêu ra. Đi vô đó, đi ra đây. Dạ đó, chọn lại chỗ này nè anh nè. Là ranh gió. Dạ. Của em còn miếng nhỏ này à. Còn miếng biển á. Dạ. Bộ trước chỗ này là ngập nước này ba. Bây giờ đổ cát rồi. Đổ 2 xe rồi. Đổ 2 xe. Mẹ đưa mẹ tiễn lên xe luôn hả mẹ? À, mẹ vô nhà. Mẹ dòm xe anh coi. À, mẹ dòm xe anh hả? Ừ. Bữa giờ mẹ chưa dòm hả? Trời ơi, mẹ có thấy xe thấy cổ gì đâu con. Tối thui à. Mở đèn lên được không? Đi. Tối quá, chuyển camera sau bật đèn lên lên. Giờ đi. Mẹ nói mẹ ra mẹ nhìn xe, bữa giờ mẹ chưa dòm được cái xe của anh. Đó xe đó đó mẹ. Xe màu xanh đó. À. Nè. Ủa, anh cậu đây. Trời. Đi vô mẹ. À. Mẹ nói hồi bữa giờ mẹ chưa nhìn thấy xe của anh, bây giờ mẹ ra mẹ nhìn thấy cho nhìn. Đó cậu đây đó. Con tôi nó mua chiếc xe á cậu. Nghe thấy rồi. Cháu mua đi. À, tao đi về. Đi về à, con. Lên cái đây là ba má vợ nó. Cha mẹ vợ. Ở quầy Ninh quầy Bình Định vô. À. Đi vô đi con. Dạ, em cảm ơn anh nha anh. Con về nha dạ. Mẹ. À con về con. À. Bây giờ Nhi sẽ đi về đưa ông ba với đưa. Bây giờ Nhi đưa ba với ông nội về nhà ăn cơm tối. Ui giời. Lắc dữ anh. Dạ Nhi xin kết thúc video ở đây luôn nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Nhi. Xin cho Nhi một cái like, một cái đăng ký kênh nha. Vậy thì bye bye cả nhà.